Em Tuấn ở đây xin chào tất cả các bạn nhé. Trong buổi chiều ngày hôm nay ngày mùng 4 tháng 6 năm 2024, em Tuấn lại về thêm được một mẫu xe Rat, một chiếc xe tay cong. Chiếc xe này nguồn gốc là xe chính hãng được em đấu giá sách tay từ bên thị trường Nhật về, là xe đã qua sử dụng rồi các bạn nhé. Model của dòng này là Gian TCR S-Ven 2, một cái dòng xe tạo nên cái tên tuổi của hãng Gian. Một chiếc xe với hiệu suất cực kỳ là cao. Chiếc xe này thì được các bác ở Việt Nam sử dụng cũng khá là nhiều các bác nhá. Từ chuyên nghiệp cho tới nghiệp dư đều sử dụng cái dòng xe này. Cái tính chất của chiếc Gian TCR S-Ven này, nó là ngon bổ rẻ các bác nhá. Một cây sườn cực kỳ là chất lượng. Riêng cây sườn này không thì nếu mà còn đẹp ấy, thì ở thị trường Việt Nam đang bán tầm loanh quanh 18-20 triệu giá trị mỗi cây sườn này không các bác nhá. Sườn cây này còn rất là đẹp. Chiếc xe thì độ mới còn tầm khoảng 94-95%. Cấu hình con này thì đang chạy Shimano 105 5008, gồm 2 đĩa và 11 líp, đồng bộ 5008 các bác nhá. Tay phanh tay lắc 5008 này, giò dĩa 5008, xích líp cùi đề sau cùi đề trước, rồi thì hai cụm phanh ngàm đều là của 105 5008 chính hãng Shimano Japan. Khung sườn con này là carbon hoàn toàn các bác nhá. Càng trước carbon này, khung sườn carbon này, cốt yên carbon. Dàn đầu con này là dàn đầu zin của lúc xuất xưởng ra thì nó đang sử dụng dàn đầu nhôm của Gian, ghi đông bô tăng của Gian các bác nhé. Chiếc này thì đang sở hữu cái size là size XS. Đấy, size thì được ấn định trên khung, trên gióng đứng này, size XS. Size XS thì sẽ phù hợp cho các bác, hãng người ta sẽ khuyến cáo các bác có chiều cao khoảng từ 1m63 đến 1m73. Đo thực tế thì gióng ngang của nó là khoảng 50 các bác nhé, tầm khoảng 49,5 cho tới 50. Đấy, trong cái khoảng này. Đấy, em đo thì gọi là áng chừng thôi, không chính xác hoàn toàn 100% được. Nó khoảng 50 các bạn, gióng ngang là 50. Và gióng đứng của chiếc xe đo từ phần khóa cốt yên xuống này thì nó là khoảng 42 các bạn nhé. Đấy, từ phần khóa xuống nó khoảng 42, tâm trục đạp 42. Các bác có trong khoảng chiều cao từ 1m63 đến 1m73 các bác đi mẫu xe này là đẹp. Khung sườn rất là xịn sò của Gian, sườn carbon rất đẹp luôn ạ. Con này thì chạy được cả rúp cơ và rúp điện, nên các bác có thể nhìn thấy cái lỗ chờ để đi rúp điện ở dưới này. Chạy được cả rúp điện các bác nhé. Đấy, các bác nào mà chiều cao khoảng tầm trên 1m63, dưới 1m73 thì các bác đi mẫu này là quá tuyệt vời. Với cái chiều cao cốt yên hiện tại thì là em đang chạy 1m73 là em đang đi với cái chiều cao cốt yên như này, rất đẹp. Trang bị trên xe thì đang sử dụng cặp bánh, cũng là cặp bánh của Gian, lốp xe cũng là lốp của Gian luôn các bác nhé. Độ mới còn khá là đẹp, còn khá là cao, trên 94-95%. Yên ngoài đang sử dụng yên là yên Velo, yên của Velo các bác nhé. Một chiếc yên rất là mềm và rất là đẹp, còn rất là mới, chưa hề có một vết chảy xước gì hết. Bây giờ thì em sẽ đi vào chi tiết hình thức của chiếc xe để cho các bác cùng ngắm. Dàn đầu của xe thì đây là phần tay lái phía bên phải các bác nhé. Tay phanh tay lắc của 105 Shimano. Đấy, cái phần kim loại ở đây nó có chầy nhẹ một xíu ở đây các bác nhé. Có chầy một chút xíu thôi. Cao su còn đẹp, dây quấn còn rất là đẹp các bác nhé. Dây quấn này là dây quấn của Supercar thì phải. Một bộ dây quấn cũng rất là đẹp luôn. Dàn đầu nhôm của Gian, ghi đông Gian, vô tăng Gian. Cái pô tăng này thì nó có chiều dài là 8 phân rưỡi các bác nhá. Pô tăng dài 8 phân rưỡi. Đây là phần tay lái phía bên trái. Tay phanh tay lắc 105 Shimano Japan. Đầu xe là dòng chữ logo của Gian chạy dọc ở đây. Cụm phanh trước, cụm phanh 105 5008. Đây là phần càng trước của chiếc xe, càng bên phải các bác nhá. Càng bên phải thì sẽ được phối màu sơn, một bên là trắng, một bên là đen. Càng carbon ạ. Những chi tiết thì còn rất là mới, gần như là nó không có một cái vết chảy xước nào hết. Cặp bánh là cặp bánh của Gian các bác nhá. Lốp xe cũng là lốp của Gian. Với cái size lốp là 700 x 25C.
bánh xe và lốp thì còn rất là mới ạ. Cụm phanh ngàm 105 5008 của Japan. Đây là phần càng phía bên trái của chiếc xe. Càng trước bên trái các bác nhé. Gần như là bộ khung sườn không có một cái tì vết gì hết. Đó là về phần đầu xe. Và đây là được cái phần gióng ngang ạ. Gióng ngang, trên đỉnh gióng ngang thì có dòng chữ TCR Advent. Con này dây chạy âm sườn các bác nhé. Dây phanh, dây đè là chạy âm ở trong khung. Khóa có điên thì sẽ được giấu ở cái phần cái miếng cao su ở đây. Con này thiết kế cái phần cốt điên rất là đẹp, rất là tinh tế. Nó khóa điên nó sẽ giấu chìm ở thế này và có cái cao su để che lại. Cốt điên cũng là cốt điên carbon của Gian các bác nhé. Cốt điên Gian carbon. Đấy, yên velo, yên xe còn đẹp, rất là mềm luôn. Trên phần gióng đứng thì sẽ có tem UCI và tem size xe là size XS. Đây, tem UCI. Chỗ này là chạy rút điện các bác, rút điện là bắt cùi đề trước là sử dụng dây luồn qua cái lỗ này các bác nhá. Gạt đĩa sử dụng gạt đĩa 105, Simulum 105. Đây là gióng chéo của chiếc xe. Con này màu sơn chủ đạo là màu phối đỏ đen trắng. Dàn nước sơn còn rất là đẹp ạ. Càng trước thì có logo, tức là phần tem UCI ở phần càng trước này các bác nhé. Càng trước có tem UCI. Đuôi càng sau cũng rất là mới, gần như là không có một vết chảy xước gì hết. Không chảy dù là một vết nhỏ nhất các bác nhé. Rất là mới luôn. Đây là càng dưới ạ. Cái chỗ màu vàng này là cái miếng dán để chống xích rơi các bác nhé. Cái miếng dán để chống xích rơi nó thành màu vàng như này. Các bác nào mà thích thì để, mà không thích thì có thể bóc ra. Đấy, vành bánh sau thì cũng đồng bộ như bánh trước. Sử dụng lốp của Gian 725C. Vành bánh cũng rất là mới ạ. Đấy. Lốp xe thì còn mới đét luôn. Lốp này các bác về các bác chạy được luôn, không phải thay thế bất cứ một cái chi tiết nào hết. Và cái cơ cấu chuyển động con này thì sử dụng đùi đĩa 105 5008. Đấy. Xích líp cùi đè sau cũng là của 5008 này. Líp con này đang chạy líp 1128 các bác nhá. Líp 1128 của Shimano. Xích cũng xích Shimano. Đùi đĩa con này, đĩa là đĩa 105 5008, thông số 50-34. Răng đĩa thì cũng có mòn rồi các bác nhé. Qua quá trình sử dụng thì nó cũng có mòn nhẹ rồi. Đấy. Tuy nhiên là các bác vẫn sử dụng bình thường, không vấn đề gì hết. Những cái chi tiết tiêu hao như là xích líp rồi thì đĩa lốp xe các thứ, nếu mà cần thiết thì các bác về các bác sử dụng một thời gian là đằng nào mình cũng phải thay. Những chi tiết tiêu hao qua thời gian sử dụng. Con này giá trị nhất là cái bộ khung sườn thì nó còn đẹp các bác nhá. Khung sườn đẹp gần như là đẹp và đến tầm 98-99%. Con này thông số đùi của nó là đùi 170 Japan các bác nhá. Cái phần này nó có dây một chút keo. Cái này là chủ cũ người ta có gắn một cái cảm biến ở cái phần đùi này nên là nó có dây cái keo ra đây. Đây em chưa có cạo được ra. Chưa có thời gian để cạo cái keo này ra các bạn. 105 5008 170. Cái này keo này các bác, cái này trước khi nếu mà các bác cần thì em sẽ cạo sạch cho các bác luôn. Người ta dính cái cảm biến ở đây. Đùi đĩa các thứ. Khung sườn còn rất là mới các bác nhá. Em sẽ quay cái phần bên trái này. Đấy, Gian TCR Advent. Sườn rất đẹp luôn ạ.
Zan là thương hiệu của Đài Loan và nó có cái tem Made in Taiwan ở trên này. Đấy, và tem mã code ở đây các bác nhá. Tất cả tem mác thì vẫn còn nguyên. Chiều dài đùi là 170. Đây là phần đùi bên trái các bác nhá. Đùi bên trái 105. Đấy, cái chỗ này, cái chỗ keo vừa nãy là nó ở cái chỗ này. Cái này là, đây nó có một cái băng dính này. Cái này là trước người ta bắt một cái cảm biến. Đây là cái cảm biến đo vòng tua chân. Vòng tua chân là có một cái cảm biến gắn ở đùi này và một cái cảm biến người ta gắn ở đây. Nên chỗ này nó có một cái băng dính đây. Băng dính các bác thích thì các bác có thể lột ra được. Thôi cứ để nguyên vậy. À, người ta gắn một cái cảm biến ở đây và cái cảm biến vòng tua chân ở cái phần đùi này. Sườn con này bên trái cũng còn đẹp lắm các bác nhá. Gần như là không có một vết chảy nào hết. Rất là mới luôn ạ. Vành bánh còn rất là mới. Và cái tầm tài chính để sở hữu con này thì trên 25 triệu một chút các bác nhé. Với cái tầm tài chính trên 25 triệu một chút, các bác nào mà thực sự quan tâm, có nhu cầu sở hữu chiếc xe này để sử dụng thì có thể alo cho em Tuấn HD qua số điện thoại ở trên màn hình. Số điện thoại em là 0888391992. Tầm trên 25 triệu một chút các bác nhé. Và giá này thì em đã bao ship cho các bác rồi. Các bác nào mà phù hợp chiều cao tầm khoảng 1m63-1m73 với cái tầm tài chính trên 25 triệu một chút, muốn sở hữu chiếc xe này thì các bác mạnh dạn alo cho em. Đấy. Một chiếc xe rất là đẹp ạ. Một chiếc xe đã qua sử dụng nhưng còn rất là mới các bác nhé. Và video thì em xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Các bác nào cần thêm thông tin chi tiết hơn về chiếc xe thì các bác cứ alo cho em hoặc là nhắn qua Zalo, em sẽ bổ sung thêm hình ảnh chi tiết và tư vấn thêm cho các bác về chiếc Zan TCR Advent 2 này. Đó. Video thì em xin phép được kết thúc và xin chào tất cả mọi người. Các bác nhớ lưu số của em vào các bác nhé. Tuấn HD 0888 391992. Em xin chào tất cả các bác ạ.